gì vậy? Cái gì mà nhăn nhăn? Hả? Ủa cái gì kìa anh ta, trời ơi. Tự nhiên à. Ủa cái này là cái gì anh? Cao. Thạch cao hả? Nó chắc không mà làm cái tường nó chắc không? Dạ. Cái gì mỏng mỏng gì mà chắc hả? Sao em? Không ai ngợi gì đâu. Sao chị? Vậy đó có gì đâu. Ủa cái này làm cái tường nó chắc không? À. Chắc rồi mốt sao làm đó. Vậy hả? Trời ơi làm vậy hả? Được rồi thôi. Mai nè cái tết nè. Chắc thì những người bán là chắc thôi. Chứ xài chừng 20 năm. 20 năm rồi. Ủa là chừng nào mới xong anh? Sao thấy làm lâu dữ hả? Qua tết. Cái gì qua tết luôn hả? Tại vì chờ bê tông. Bê tông mới đổ ngày quá hả? Ủa có nhau không kiện không vậy? Phát tới kia rồi, có một kia phát tới kia không? Có rồi mà, bê vào để ba cái gì nữa là nó nghiêng ngang, nó mất tự đó. Có rồi mà, đây cao đây. Quét á. Thạch cao làm vách tường. Xe ba gác. The building. Building factory. Like this one. Many things, many things. Thêm một tay đi cho đỡ mệt. Cái này có trừ tiền phải không? Trừ tiền vận trừ tiền vận chuyển hả? Ai đẹp? Có luôn hả? Ủa cái đó là giường nào nó mới khô anh? Cái đó. Rồi xong hết mới lót gạch hả? Có lót gạch không? Thôi chưa xong nữa hả chú? Hai gì vậy?